Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ở video ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện nói tiếng Hàn ở khách sạn. Và phần đầu tiên này sẽ là phần dành cho nhân viên lễ tân trong việc check-in đón tiếp khách hàng. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Chúng ta sẽ có những mẫu câu căn bản như sau. Đó là lời chào. 안녕하십니까? 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 Xin chào quý khách. Các bạn cũng có thể dùng với 안녕하세요, nhưng so với 안녕하세요 thì 안녕하십니까 thể hiện cái mức độ trang trọng hơn, tôn kính hơn đối với khách hàng của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang 예약하셨나요? 예약하셨나요? Quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ? Chúng ta sẽ có 예약하다. 예약하다 có nghĩa là đặt trước. Thế thì đã đặt trước chưa sẽ là gì? 예약하셨나요? 예약하셨나요? Đã đặt trước chưa ạ? Ở đây chúng ta sẽ có 예약하다 có nghĩa là đặt trước. Khi mà trong câu thêm gốc của từ 시, thêm từ 시 gắn vào đằng sau của động từ, gắn vào sau của từ 하이 như thế này, thì cái từ 시 này thể hiện kính ngữ, thể hiện cái sự trang trọng hơn, tôn kính hơn. Và cái đuôi câu hỏi một cách rất là lịch sự nhẹ nhàng, đó là đuôi 나요, 나요. Thông thường chúng ta sẽ dùng là gì? 예약하셨어요, đúng không? Nhưng mà thay vì dùng 어요 thì các bạn thêm 나, sử dụng với 나요. Thì đuôi câu hỏi nó sẽ nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn. 예약하셨나요? Quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ? Tiếp theo, nhân viên lễ tân sẽ hỏi về tên tuổi của khách hàng, về tên. 성함이 어떻게 되세요? 성함이 어떻게 되세요? Quý khách tên là gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ có song hàm. Song hàm có nghĩa là gì? Quý danh. Đây là một kính ngữ của từ 이름. Thông thường các bạn sẽ hỏi là gì nhỉ? 이름, 이름이 뭐예요? Nhưng khi mà hỏi đối với khách hàng của mình, khách hàng thì tức là được là người cần được tôn trọng, đúng không? Người ta bảo là khách hàng là thượng đế. Thế thì các bạn không dùng với từ 이름 mà sẽ thay 이름 bằng song hàm. Như vậy chúng ta sẽ có 성함 là kính ngữ của từ 이름. Nó mang nghĩa là tên, hoặc chúng ta hiểu là quý danh. Thực ra khi mà trong tiếng Việt ý, thì chúng ta chỉ cần hỏi là gì? Tên của quý khách là gì ạ? Tên của anh chị là gì ạ? Nhưng mà trong tiếng Hàn thì người ta thay cái từ đó bằng từ 성함. Khi mà dịch ra tiếng Việt thì 이름 hoặc là 성함 chúng ta đều dùng một cách rất là thông dụng, đó là dịch ra nghĩa là tên. Nhưng mà trong tiếng Hàn thì người ta phân chia ra đối với tùy từng đối tượng mà người ta sẽ sử dụng từ 이름 hay là từ 성함. 성함 thì thường được sử dụng với những người bề trên, người lớn tuổi hoặc là người có địa vị hoặc là những người cần được tôn trọng như khách hàng chẳng hạn. Và các bạn hãy ghi nhớ nhé, đây là một cụm từ cố định dùng để hỏi về tên một cách rất là lịch sự, trang trọng. 성함이 어떻게 되세요? Tên của quý khách hoặc là gì? Quý danh là gì ạ? 여권 주세요. 여권 주세요. 여권 주세요. Hãy cho tôi xem hộ chiếu hoặc là gì? Cho tôi xem hộ chiếu. 여권. 여권 có nghĩa là hộ chiếu. Còn 주세요 có nghĩa là gì? Hãy đưa cho tôi. 여권 주세요. Hãy đưa cho tôi hộ chiếu hoặc là gì? Cho tôi xem hộ chiếu. 이양식을 작성해 주십시오. 이양식을 작성해 주십시오. Quý khách vui lòng điền thông tin vào phiếu này. 이양식, 양식 chúng ta hiểu là gì? Là phiếu hoặc là mẫu, biểu mẫu. 이 có nghĩa là này. 이양식 có nghĩa là gì? Phiếu này hoặc là gì? Cái tờ đơn này, đơn mẫu này. 작성하다. 작성하다 có nghĩa là gì? Điền thông tin. 작성하다. Các bạn lưu ý một chút về cách phát âm, đó là vị trí bát chim là âm cờ, theo sau của nó là phụ âm sờ thế này, thì vị trí của sờ chúng ta sẽ đọc gấp đôi phụ âm lên. 작성하다. 작성해 주십시오. Vui lòng hãy điền thông tin. 손님 여기에 사인해 주세요. 손님 여기에 사인해 주세요. Quý khách vui lòng hãy ký tên vào đây. Vui lòng ký vào đây giúp tôi. 여기에 có nghĩa là gì? Vào đây. 사인해 주세요 có nghĩa là gì? Làm ơn hãy ký tên. 손님 có nghĩa là gì? Quý khách. Chúng ta sẽ có 사인하다 có nghĩa là ký tên.
여기에 사인해 주세요. Hãy ký tên vào đây giúp tôi. 여기 방 연수입니다. 여기 방 연수입니다. Đây là chìa khóa phòng. 여기 có nghĩa là đây. 방, 방 có nghĩa là phòng. 연수, 연수 có nghĩa là chìa khóa. 입니다 là. 여기 방 연수입니다. 방 번호는 3층 305호입니다. 방 번호는 3층 305호입니다. Phòng của quý khách hoặc là gì số phòng của quý khách là phòng 305 ở tầng 3. Bang có nghĩa là phòng, bon hô là số. Bang bon hô là số phòng. Sam chừng, chừng có nghĩa là tầng. Sam có nghĩa là 3. Chúng ta sẽ có sam, đây là cách viết. Sam chừng. Đối với số phòng thì chúng ta sẽ sử dụng bộ đếm là bộ đếm Hán Hàn. Sam chừng, bộ đếm Hán Hàn nhé. Tầng 3. 305, 305 có nghĩa là gì? 305. Hô có nghĩa là gì? Số, số 305, phòng 305. 방 번호는 3층 305호입니다. Phòng của quý khách là phòng 305, tầng 3. Tiếp theo, 아침 식사 시간은 6시부터 10시까지입니다. 아침 식사 시간은 6시부터 10시까지입니다. Thời gian ăn sáng là từ 6 giờ đến 10 giờ. 아침 식사 có nghĩa là gì? Bữa sáng. 시간 là thời gian. Thời gian dùng bữa sáng là 6시. 6 có nghĩa là 6 giờ. 10시 có nghĩa là 10 giờ. 부터 và 까지 có nghĩa là gì? Từ đến, tức là từ đến, từ mấy giờ đến mấy giờ đấy. Và chúng ta sẽ có là 6시부터 10시까지입니다. Là từ 6 giờ đến 10 giờ. 부터 mang nghĩa là từ, còn 까지 mang nghĩa là đến. 까지 đến, từ 6 giờ đến 10 giờ. 아침 식사 시간은 6시부터 10시까지입니다. Thời gian ăn sáng là từ 6 giờ đến 10 giờ. Đây là một câu mà nhân viên lễ tân nhắc nhở khách hàng của mình. Tiếp theo, khi mà giới thiệu về món ăn ở nhà hàng, nhân viên phục vụ có thể giới thiệu như sau. 식당에는 베트남 음식, 한식과 서양식이 있습니다. 식당에는 베트남 음식, 한식과 서양식이 있습니다. Khách sạn phục vụ món Việt, món Hàn và món Âu. 식당 có nghĩa là gì? Nhà hàng. 식당에 ở nhà hàng thì 베트남 음식 món ăn Việt Nam. 음식 có nghĩa là món ăn. 베트남 음식 món Việt này. 한식 món Hàn. 서양식 có nghĩa là gì? Món Âu hoặc là món ăn theo phong cách phương Tây. 있습니다 có nghĩa là có. 식당에 뭐뭐뭐 있습니다. Có cái gì đó ở nhà hàng. Thì cụ thể ở đây sẽ là gì nhỉ? 식당에는 베트남 음식 한식과 서양식이 있습니다. Khách sạn thì có món Việt này, món Hàn và món Âu. Chúng ta sẽ có từ qua ở đây. Qua mang nghĩa là và, là từ nối, dùng để nối danh từ với nhau. 한식 là món Hàn, 서양식 là món Âu. Các bạn lưu ý nhé, ở đây ta có từ 식당. Các bạn lưu ý về cách phát âm. Đó là bắt chim là âm cờ, theo sau của nó là phụ âm tờ. Thế thì ở phụ âm tờ các bạn sẽ đọc gấp đôi phụ âm lên là 식당, 식당. Các bạn chú ý nhé. Tiếp theo, 식당은 호텔 3층에 있습니다. 식당은 호텔 3층에 있습니다. Nhà hàng thì có ở tầng 3 của khách sạn. 식당은 nhà hàng thì 호텔 3층에 ở tầng 3. Khách sạn 있습니다 có nghĩa là có. Gốc của nó là 있다. 있다 có nghĩa là có. Khi mà các bạn chia theo đuôi lịch sự trang trọng thì các bạn sẽ dùng với 있습니다. 식당은 호텔 3층에 있습니다. Nhà hàng thì có ở tầng 3 của khách sạn.
호텔의 실외 수영장은 3층에 있습니다. 호텔의 실외 수영장은 3층에 있습니다. 호버의 ngoài của khách sạn thì có ở tầng 3. Chúng ta sẽ có hotel là khách sạn nhé. 3층에 있습니다. Có ở tầng 3. Còn 실외, 실외 có nghĩa là gì? Ngoài trời, 수영장 có nghĩa là bể bơi. 실외 수영장 là bể bơi ngoài trời. Bể bơi ngoài trời khách sạn thì có ở tầng 3. Hồ bơi ngoài trời của khách sạn có ở tầng 3. Hotel의 실외 수영장은 3층에 있습니다. Như vậy chúng ta lưu ý 실외 수영장 có nghĩa là hồ bơi ngoài trời. Các bạn nối âm bát chim lên. 실외, 실외. 실외 các bạn sẽ nối âm r lên sẽ là 실외. 실외 수영장 hồ bơi ngoài trời. 와이파이는 무료입니다. 와이파이는 무료입니다. 비밀번호는 123456 7입니다. 비밀번호는 123456 7입니다. Có nghĩa là Wi-Fi thì miễn phí. Wi-Fi, Wi-Fi có nghĩa là Wi-Fi. Muriô, Muriô có nghĩa là gì? Miễn phí. Imnida là Wi-Fi thì là miễn phí. Bí mật bòn hồ có nghĩa là gì? Số bí mật hoặc chúng ta hiểu là mật khẩu. Mật khẩu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wi-Fi는 무료입니다. 비밀번호는 123456 7입니다. Các bạn chú ý nhé. Wi-Fi, Wi-Fi có nghĩa là Wi-Fi. 무료, 무료 là miễn phí. 비밀번호, số bí mật hoặc mật khẩu. 필요한 게 있으면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 필요한 게 있으면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. Nếu quý khách có cần điều gì thì vui lòng gọi điện thoại bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ có ở đây ngữ pháp là 으면 mang nghĩa là nếu thì. Có nghĩa là gì? Nếu có cái gì cần thì hãy liên lạc cho chúng tôi bất cứ lúc nào. 필요한 게, 필요한 게 có nghĩa là gì? Cái cần thiết hoặc là điều cần thiết. 있다 có nghĩa là có. Còn 으면 mang nghĩa là nếu thì. Nếu có cái gì cần thì 언제든지, 언제든지 bất cứ lúc nào. 연락 주시다, 연락 주시다 có nghĩa là gì? Liên lạc cho. Còn động từ cộng với 기바랍니다 nó mang nghĩa là gì? Đây cái cụm từ 기바랍니다 mang nghĩa là cầu mong hoặc là xin hoặc là vui lòng. Vui lòng liên lạc cho chúng tôi bất cứ lúc nào. 필요한 게 있으면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. Hãy gọi điện cho chúng tôi bất cứ khi nào nếu bạn cần cái gì đó. 편안한 숙박 되십시오. 편안한 숙박 되십시오. Chúc quý khách kỳ nghỉ vui vẻ. 편안한 숙박 có nghĩa là gì? Kỳ nghỉ vui vẻ hoặc là gì? Những ngày nghỉ vui vẻ, bình an. Chúng ta có 편안하다 có nghĩa là thoải mái hoặc là bình an, an bình. 숙박 có nghĩa là gì? Sự ở trọ hoặc là việc nghỉ ngơi, việc nghỉ ở khách sạn ấy. Hoặc là chúng ta hiểu là sự ở trọ, việc ở trọ. Tức là chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ. 편안한 숙박 되십시오. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một số những câu giao tiếp lễ tân thường dùng trong quá trình phục vụ khách ở khách sạn. Ví dụ, 무엇 도와드릴까요? 무엇 도와드릴까요? Quý khách cần gì ạ? À? Hoặc là tôi có thể giúp được gì cho quý khách? Đây là một câu rất là cố định. Các bạn hãy ghi nhớ, các bạn có thể nghe thấy câu này rất là nhiều khi mà các bạn ở ngân hàng chẳng hạn. Nhân viên ngân hàng sẽ hỏi các bạn như thế này, hoặc khi bạn ở khách sạn, hoặc là khi các bạn đến mua hàng ở bất cứ đâu đó, người ta sẽ hỏi một cách rất lịch sự là 무엇 도와드릴까요? Quý khách cần gì ạ? À? Hoặc là tôi có thể giúp được gì cho bạn? 도와드리다, chúng ta sẽ có cái gốc 도와드리다 mang nghĩa là gì? Giúp đỡ cho. Còn cái đuôi 드릴까요 là một đuôi câu hỏi.
hỏi nhé nhỉ hoặc là hỏi ý kiến có nghĩa là gì? Tôi có thể giúp được gì cho bạn nhỉ? Hoặc là gì? Quý khách cần gì ạ? Cần gì nhỉ? 뭘 có nghĩa là gì? Cái gì? 뭘 도와드릴 까요? Tôi có thể giúp được gì cho bạn? Hoặc 무엇을 도와드릴 까요? Thực ra hai cái câu này nó rất là giống nhau. Cái từ 뭘 chính là dạng viết gọn của 무엇을. 무엇을 chúng ta sẽ có cái từ này. 무엇을 viết gọn các bạn sẽ có là 뭘. Giống với cái câu đằng trước sẽ là gì? 뭘. Đây thực ra là hai hình thức viết khác nhau nhưng mà ý nghĩa giống nhau. Các bạn có thể dùng là 무엇을 도와드릴까요? Hoặc là 뭘 도와드릴까요? Tôi có thể giúp gì cho quý khách? Đây cái từ 뭘 nó là dạng viết gọn của cái từ này. Các bạn sẽ có đầu tiên là 무 này, sau đó lấy âm o này, sau đó là lấy cái 리을 này sẽ thành cái từ 뭘. 뭘 도와드릴까요? Tiếp theo 택시 불러드릴게요. 몇 분이세요? 택시 불러드릴게요. 몇 분이세요? 택시 불러드릴게요. Có nghĩa là gì? Tôi gọi taxi, tôi gọi taxi cho quý khách nhé. Taxi có nghĩa là gì? Taxi này. 부르다 có nghĩa là gọi. Còn ở cái dạng mà gọi cho ấy sẽ là 불러드리다. 불러드리다 có nghĩa là gọi cho. Còn riêng kể yo mang nghĩa là gì? Sẽ, tôi sẽ gọi taxi cho quý khách nhé. Miệt bùn có nghĩa là gì? Mấy người. Miệt có nghĩa là mấy, còn bùn có nghĩa là vị hoặc là người. Chúng ta có từ bùn ở đây là kính ngữ của từ saram. Chúng ta có saram cũng mang nghĩa là người, nhưng mà ở dạng đuôi câu kính ngữ thể hiện sự trang trọng tôn kính thì chúng ta sẽ không dùng từ saram mà chúng ta sẽ dùng từ bùn. Miệt bùn như thế ó. Có nghĩa là gì? Là mấy người ạ? Có mấy người ạ? Cái đuôi y seo cũng là một đuôi câu hỏi ở dạng trang trọng tôn kính. Miệt bùn như thế ó. Mấy người ạ? Taxi 불러드릴게요. 몇 분이세요? Tôi gọi taxi cho quý khách nhé. Mấy người ạ? Tiếp theo 몇 시에 레스토랑을 예약하고 싶습니까? 몇 분이세요? 몇 시에 레스토랑을 예약하고 싶습니까? 몇 분이세요? Có nghĩa là gì? Quý khách muốn đặt bàn ở nhà hàng lúc mấy giờ? Cho mấy người ạ? 몇 시에 có nghĩa là vào lúc mấy giờ? 레스토랑 có nghĩa là gì? Nhà hàng. Đây là một từ phiên theo tiếng Anh. 레스토랑 có nghĩa là nhà hàng. Hoặc 식당 cũng có nghĩa là nhà hàng. 예약하다 có nghĩa là đặt trước. Còn động từ cộng với 고 싶다 ở dạng đuôi câu hỏi trang trọng sẽ là gì? 고 싶습니까? Mà nghĩa là muốn. Quý khách muốn đặt trước nhà hàng ấy lúc mấy giờ? Và 몇 분이세요? Và mấy người ạ? 몇 분이세요? Mấy người? Tiếp theo một câu hỏi thể hiện sự quan tâm. 어디 아프세요? 어디 아프세요? 괜찮으세요? 어디 아프세요? 괜찮으세요? Quý khách đau ở đâu ạ? Không sao chứ ạ? 어디 có nghĩa là đâu? 아프다, 아프다 có nghĩa là đau. Còn ở dạng hỏi một cách rất là tôn kính sẽ là gì? Thêm 시 vào đằng sau gốc của tính từ hoặc là động từ 아프시다. Thì khi đó cái từ 아프다 nó nâng lên một cấp độ hơn, thể hiện là sự tôn kính hơn. 아프시다. Khi mà các bạn chia theo đuôi yo thì shita sẽ chuyển thành seyo. 어디 아프세요? Quý khách đau ở đâu ạ? 괜찮으세요? Không sao chứ ạ? 괜찮다 có nghĩa là ổn hoặc là không sao. Khi mà các bạn sử dụng với shi thì các bạn sẽ thêm là 괜찮으세요? Thì đây là một dạng đuôi câu hỏi thể hiện sự tôn kính. Thông thường chúng ta sẽ hỏi là gì? 괜찮습니까? Hoặc 괜찮아요? Nhưng khi các bạn sử dụng với 으세요 thì thể hiện sự tôn kính ở cấp độ cao hơn nhé. Một câu nữa chúc ngủ ngon. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Chúc quý khách ngủ ngon. 안녕히 có nghĩa là gì? Một cách an bình, một cách bình an. 주무시다. Gốc của nó là 주무시다. Mang nghĩa là gì? Ngủ. Ở đây là dạng kính ngữ của từ 자다. Chúng ta có 자다 mang nghĩa là ngủ. Nhưng mà khi các bạn thể hiện
kính ngữ thể hiện sự tôn kính đối với những người có địa vị, những người là khách hàng hoặc là những người cao tuổi, thì các bạn không sử dụng từ cha tả mà các bạn sẽ sử dụng với chumushita. Và khi mà chia theo đôi yo thì shita sẽ chuyển thành chumuseyo. 안녕히 주무세요. Chúc quý khách ngủ ngon ạ. Vừa rồi là một số những câu giao tiếp dành cho nhân viên lễ tân trong việc đón tiếp khách hàng check-in. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn học tiếng Hàn thật vui và hiệu quả nhé. 여러분 감사합니다.